Vâng, xin được kính chào toàn thể các quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh của Vượng Hạnh TV. Như thường lệ thì lời đầu tiên cho phép Vượng Hạnh xin được gửi lời chúc sức khỏe cũng như lời chào trân trọng nhất tới toàn thể quý ông bà, cô bác, anh chị, quý vị và các bạn trong và ngoài nước. Xin được kính chúc cho tất cả mọi người luôn có thật nhiều sức khỏe, luôn luôn được hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Kính thưa quý vị và các bạn, đến với những thông tin mới nhất ngày hôm nay thì Vượng Hạnh xin được cập nhật tới toàn thể quý vị và các bạn trong và ngoài nước những cái thông tin mới nhất liên quan tới đàn gà con, anh Mạnh Quỳnh cũng như ekip quản lý nha quý vị. Thì trong thời gian gần đây, tất cả mọi người chúng ta cũng đã hiểu rằng những câu chuyện liên quan tới anh Mạnh Quỳnh, rồi câu chuyện của đàn gà con hay là của quản lý Diễm Phạm, thì tất cả có những thông tin gì mới thì Vượng Hạnh cũng lập tức để cập nhật cho toàn thể các quý vị và các bạn chúng ta nắm được, để chúng ta biết được những cái lịch trình, hành trình của đàn gà con, của anh Mạnh Quỳnh cũng như quản lý Diễm Phạm. Thì ngày hôm nay Vượng Hạnh TV xin cập nhật tới toàn thể các quý vị và các bạn những cái thông tin mới nhất liên quan tới cái việc mà anh Mạnh Quỳnh đã bức xúc trong cái thời gian vừa qua. Thì thưa mọi người, tất cả chúng ta nên biết rằng những người nào thường hay nổi tiếng thì cũng có rất nhiều những câu chuyện xảy ra trong đời sống, và ngay cả bản thân chúng ta cũng vậy. Thưa quý vị, nếu như chúng ta cũng là một người nổi tiếng thì chắc chắn sẽ gặp rất nhiều sóng gió trong cuộc đời. Đàn gà con cũng vậy, có rất là nhiều những câu chuyện đã nói đến đàn gà con và cũng như đăng tải những cái thông tin không đúng sự thật một chút nào. Cho nên Vượng Hạnh cũng rất mong các quý vị chúng ta hoan hỉ, chúng ta hãy xem những thông tin đúng sự thật và hãy xem chính xác để đánh giá một con người, kẻo chúng ta sẽ mắc tội nghĩ sai về người khác và làm tổn thân cho người khác đó quý vị. Thì trong cái thông tin ngày hôm qua thì Vượng Hạnh đã đăng tải cho toàn thể các quý vị chúng ta được biết những cái thông tin mà anh Mạnh Quỳnh đã bức xúc và đã phải đăng tải lên cái trang cá nhân của mình. Rất là nhiều những cái câu chuyện, rất là nhiều những cái sai sự thật để mà anh đã phải bức xúc khi mà anh đã đăng tải lên trang cá nhân của mình. Thì có rất là nhiều những cái nỗi lo, có rất là nhiều những cái câu chuyện để cho chúng ta cảm thấy buồn lòng. Và ngày hôm qua thì anh Mạnh Quỳnh đã đăng tải trên trang cá nhân: xin được góp ý kênh YouTube này trên nên đổi tên là Dương Huệ Mạnh Quỳnh TV và đổi hình đại diện của Mạnh Quỳnh thì bảo đảm số tiền mỗi tháng thu được sẽ nuôi sống cả gia đình họ suốt đời. Thì kính thưa quý vị, có một số kênh cũng đã đăng tải sai sự thật rất là nhiều. Sau đây thì Vượng Hạnh sẽ cập nhật những cái bình luận. Đúng là nhiều cái không muốn thấy vẫn cứ đập vào mắt mình anh nhỉ. Kiếm tiền kiểu này thì sớm sẽ nghiệp quật thôi nè. Vậy mà nhiều người tin rồi đua nhau chửi bới tội họ thật đấy, còn mình bình tĩnh và cười cái đi nè, tức giận gì cho mệt hả anh, nhìn hình xấu quá đi nè, hì hì, để thời gian và đầu óc nhiều, tức là cho có nhiều sức khỏe đi anh, nếu tặng 2000 thì càng tốt nha, giận mình mệt người ta cười nên đừng giận nhé anh. Với những thành phần không hiểu chuyện cứ đơm đặt thật bất công với những công hiến và sự đóng góp của chú, thương chú nhiều lắm. Anh Mạnh Quỳnh tức giận làm gì, suy nghĩ làm gì, mạng bây giờ nó không thành, tức là nói không thành. Có chúc gia đình Mạnh Quỳnh luôn hạnh phúc và bình an. Có rất là nhiều những câu chuyện và có rất là nhiều những cái bình luận thật sự động viên anh Mạnh Quỳnh rất nhiều thưa quý vị. Nhưng mới đây thì anh Mạnh Quỳnh cũng đã đăng tải một cái bài viết, thật sự là anh cảm thấy rất là hào hứng khi mà đăng tải cái status này. Sau đây mình sẽ cập nhật cho các quý vị chúng ta cùng nghe nhé. Để đáp lại sự mong đợi và yêu cầu của nhiều khán thính giả yêu nhạc của Mạnh Quỳnh, ca khúc Mùa Vu Lan Nhớ Mẹ sẽ được phát sóng sớm hơn dự định vài ngày, vì để khán giả có thể nghỉ ngơi cuối tuần và nghe ca khúc nhiều ý nghĩa nhân mùa Vu Lan báo hiếu sắp đến. Quỳnh xin chân thành cảm ơn sự yêu thương và ủng hộ của khán thính giả khắp nơi cho những tác phẩm âm nhạc của Mạnh Quỳnh. Sẽ không bao giờ Mạnh Quỳnh làm quý vị thất vọng
vì những gì Mạnh Quỳnh đang cống hiến cho đời, cho nghệ thuật, cho âm nhạc. Hãy cài đồng hồ hẹn giờ để được là những khán giả đầu tiên nghe trọn ca khúc này 20 giờ ngày thứ 6 11 tháng 8 năm 2023 giờ Việt Nam, tức là 6 giờ sáng thứ 6 giờ bên Mỹ, Mùa Vu Lan Nhớ Mẹ Mạnh Quỳnh sáng tác. Thì kính thưa quý vị, anh Mạnh Quỳnh cũng đăng tải cách đây vài giờ đồng hồ và cũng có rất là nhiều những quý vị khán giả cũng đã vào bình luận. Mọi người đang mong đợi nghe ca khúc này đầy ý nghĩa của em, luôn ủng hộ và đồng hành cùng em. Chúc anh hai nhiều sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình thương yêu nha. Mãi mãi nghe nhạc và ủng hộ anh trai. Tác phẩm được mong đợi từ ngày đề xuất đến nay được nói đến rất là thiêng liêng và ý nghĩa. Trân trọng lắm, thương chú. Chờ đợi để nghe bản nhạc mới, chờ đợi anh thấy xuất hiện luôn là hạnh phúc của những người nghe nhạc chân chính trên toàn thế giới. Chúc cho anh luôn mạnh khỏe, hạnh phúc của bình an để giữ trọn niềm đam mê của một kiếp cầm ca. Chúc anh và gia đình luôn hạnh phúc và tràn đầy niềm yêu thương, sáng tác ra nhiều bài hát hay để phục vụ khán thính giả khắp mọi nơi. Và đó cũng là một số những cái bình luận khi mà anh Mạnh Quỳnh đã đăng tải những cái dòng trạng thái và cũng đã nói đến một bài hát, tức là Mùa Vu Lan Nhớ Mẹ. Thưa quý vị, có rất là nhiều khán thính giả cũng đang đợi và đang chờ mong để những bài hát này được diễn ra, để cho tất cả chúng ta có thể được nghe và chúng ta cảm nhận về những cái bài hát mà anh Mạnh Quỳnh đã sáng tác, đúng không ạ? Kính thưa quý vị, còn về phần anh Mạnh Quỳnh thì những cái bài viết đã đăng tải bôi nhọ cũng như nói xấu anh Mạnh Quỳnh thật sự là rất là đau lòng, thì cũng kính mong các quý vị, chúng ta, mọi người trong và ngoài nước chúng ta hoan hỉ, bởi vì những cái thông tin mạng bây giờ có rất là nhiều cái cắt ghép nó không thể thành hiện thực được. Mong các quý vị chúng ta hãy hoan hỉ, chúng ta xem kỹ và đọc kỹ trước những gì mà những cái thông tin chính thống, những kênh chính thống thì người ta đăng tin thì chúng ta hãy nghe. Còn về cái vấn đề anh Mạnh Quỳnh thì thật sự ra chúng ta cảm thấy rất là thương anh, vì là thật sự đến bây giờ chúng ta cảm nhận được những câu chuyện khiến cho anh Mạnh Quỳnh rất là buồn. Nó sẽ ảnh hưởng tới cái danh dự cũng như ảnh hưởng tới cái công việc sau này. Và để anh tiếp tục đảm bảo sức khỏe để sau này anh tiếp tục sáng tác cũng như cống hiến cho nghệ thuật, và việc sau đó là anh sẽ chăm chút cho Thiên Ngân và Tuyết Nhung về cái mảng nghệ thuật này. Thời gian gần đây thật sự thưa quý vị là Tuyết Nhung và Thiên Ngân được anh Mạnh Quỳnh giám sát cũng như là sát sao rất là kỹ lưỡng để mà dạy cho các con từng những cái cung bậc, từng những cái âm thanh, âm trầm lên xuống. Anh rất quan tâm đến các con và mong cho các con sẽ thành những người ca sĩ thực thụ để mà cống hiến cho tất cả mọi người, để sau này chúng ta có thể là không bao giờ phải lo lắng khi mà các bé lên sân khấu nữa. Đó là những cái điều mà chị Phi Nhung vẫn mong muốn và anh Mạnh Quỳnh vẫn hằng mong muốn, thưa quý vị. Khi nhận Tuyết Nhung, Thiên Ngân làm con thì anh Mạnh Quỳnh phải có trách nhiệm rất là nặng nề. Cho nên rằng mong rằng các quý vị chúng ta hãy hoan hỉ, đừng hiểu lầm anh Mạnh Quỳnh nữa. Bởi vì anh Mạnh Quỳnh không phải là một trong những người như các quý vị đang nghĩ. Cho nên rằng các quý vị hãy hoan hỉ, các quý vị hãy thật sự thông cảm và hãy tiếp tục ủng hộ cho những cái gì nghệ thuật cũng như anh Mạnh Quỳnh, rồi đàn gà con cho quản lý Diễm Phạm để được sau này sẽ được phát triển hơn nhé mọi người. Đó là những cái thông tin mà ngày hôm nay Vượng Hạnh cập nhật đến các quý vị và các bạn, một số cái thông tin đó là của anh Mạnh Quỳnh. Thì còn về phía Tuyết Nhung thì cũng không có gì mới thưa quý vị, kể cả bé Thiên Ngân cũng vậy. Nhưng mà bé Thiên Ngân với Tuyết Nhung vẫn tiếp tục đăng tải những cái bán hàng online, những cái món bánh, rồi Tuyết Nhung vẫn tiếp tục bán quần áo để mà cải thiện cái cuộc sống sau này mọi người nhé. Sau này thì ai cũng vậy thôi, cũng phải cố gắng hết mình trong cuộc sống để lo cho tương lai sau này của mình nữa chứ, đúng không thưa quý vị? Thì các bé vẫn đã tiếp tục đăng tải những cái bài để mà Thiên Ngân thì bán bánh này, còn bé Tuyết Nhung thì bán quần áo. Thật sự là bé vẫn phát trực tiếp cho mọi người. Mọi người có thể vào cái trang Facebook Tuyết Nhung Store ấy, thì để chúng ta có thể xem bé phát trực tiếp và live stream để mà bán hàng ở đấy nha quý vị. Thì đó là những thông tin mà ngày hôm nay Vượng Hạnh muốn truyền tải đến quý vị và các bạn. Một lần nữa Vượng Hạnh xin được kính chúc cho tất cả mọi người luôn luôn có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Và mong quý vị hãy ấn đăng ký kênh, like, chia sẻ
và đừng quên nhấn chuông để ủng hộ cho Vượng Hạnh TV. Và các quý vị hãy để lại những lượt bình luận để tiếp tục chúng ta ủng hộ cho đàn gà con, cho Mạnh Quỳnh cũng như quản lý Nhiễm Phạm nhé.